Trong phần lời khuyên của bác sĩ, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn đề mà nhiều người cũng đang quan tâm hiện nay, cúm AH5N1. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, trưởng khoa sinh học lâm sàng, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa tiến sĩ Nghĩa, dịch cúm H5N1 hiện nay đang diễn tiến tại nước ta và một số tỉnh như là Quảng Yên, Đông Triều, Móng Cái, Quảng Ninh hoặc là Ninh Thuận cũng đã công bố dịch cúm H5N1 trên đàn chim yến. Vừa rồi thì chúng ta cũng có một trường hợp tử vong ở bé trai 4 tuổi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Như vậy tiến sĩ Nghĩa đánh giá như thế nào về tình hình dịch cúm H5N1 hiện nay? Kính chào quý vị khán thính giả. Như chúng ta đã biết là dịch cúm thì cứ hàng năm nó đều trở lại tại Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta là nước nhiệt đới. Và năm nay thì dịch cúm nó có vẻ nó đi sớm hơn một tí. Và như các bạn đã theo dõi trên những cái phương tiện thông tin truyền thông và đại chúng thì các bạn thấy là dịch cúm nó đã lan đi rất là nhiều tỉnh thành, nhất là những cái tỉnh mà có biên giới chung với là Campuchia hoặc là những cái tỉnh mà có biên giới với lại Trung Quốc. Thì cái trường hợp mà tử vong vừa rồi thì cũng có liên quan tới dịch cúm. Thì cúm nó sẽ có rất là nhiều loại, từ cái chủng mà H1N1 như các bạn thường biết đến cái chủng H5N1 đang xảy ra những cái dịch ở trên gia cầm. Và cái thứ ba là cái chủng mà vừa xuất hiện ở tại Trung Quốc là H7N9. Thì cái lý do tại sao mà cái H5N1 nó có thể nó xuất hiện thành cúm ở tại nước ta là do Việt Nam là cái đất nước mà nuôi rất là nhiều các loại gia cầm, thủy cầm cũng như là những cái loại chim di trú. Thì chính vì vậy mà cái dịch cúm nó rất là dễ xảy ra. Và trong những chương trình các bác sĩ nói gì lần trước thì tiến sĩ Nghĩa cũng đã lưu ý một số những biện pháp có thể phòng ngừa. Bên cạnh việc chúng ta tiêu hủy đàn gia cầm thì từng hộ gia đình có thể là áp dụng những biện pháp nào trong việc phòng ngừa dịch cúm H5N1? Là một cái lĩnh vực lớn trong cái vấn đề dự phòng, thì đứng về góc độ chính quyền thì người ta có thể tiêu hủy đàn gia cầm, nhưng đối với góc độ cá nhân, đối với góc độ gia đình, trường học, xã hội thì mỗi một cá nhân phải hành động một cách thật là thông minh để mình có thể phòng ngừa được dịch cúm. Ba cái vấn đề lớn mà mình cần phải chú ý cho cá nhân: thứ nhất là vệ sinh tay, cái thứ hai là chúng ta phải chú ý tới vệ sinh hô hấp, và cái thứ ba là phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cái vấn đề thứ hai là hàng năm chúng ta có thể có cái biện pháp dự phòng cấp 1. Đó là gì? Là chúng ta có thể sử dụng cái vaccine ngừa cho cái cúm mùa. Thì riêng đối với vấn đề mà mình ứng xử ở trong cái vấn đề cá nhân, thì đối với vệ sinh tay chẳng hạn, thì mỗi một người phải thường xuyên rửa tay, không phải là chỉ trước hay sau bữa ăn, không phải chỉ là sau khi mình đi vệ sinh chẳng hạn, mà bên cạnh đó các bạn cần phải dạy cho con trẻ cái cách mà bé phải biết rửa tay thường xuyên khi tiếp xúc với lại những cái vấn đề mà bẩn, thì như vậy thì mới tốt được. Cái vấn đề thứ hai là nếu gia đình chúng ta chăm sóc những cái người mà có biểu hiện của cúm chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ đụng vào những cái vật dụng mà có dính chất tiết đường hô hấp hoặc là những cái chất tiết từ người bệnh có cái dấu hiệu bị cúm, thì lúc đó đó luôn luôn phải rửa tay sau khi mà mình thực hiện cái động tác chăm sóc. Thì nói về vệ sinh tay thì làm như thế nào để cho đúng, thì chắc là bác Phước cũng sẽ nhìn thấy là chúng ta thông thường là chúng ta sẽ rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng để cho nó tốt hơn. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà chúng ta không có thể rửa tay được dưới vòi nước thì chúng ta có thể dùng cái gen, loại gen nào mà nó có cồn. Thì chúng ta làm như thế nào cho nó đúng, thì thứ nhất là các bạn sẽ đổ cái gen lên trên hai cái lòng bàn tay của mình, sau đó mình chà lên mu bàn tay, tay bên này chà mu bàn tay bên kia, các bạn đưa như thế nào đó để mình lòng các ngón tay vào với nhau để chúng ta có thể rửa được tất cả các kẽ, các khe cũng như là các đầu ngón tay, là những cái nơi mà nó dễ nhiễm khuẩn nhất. Trong trường hợp là mình rửa những cái động vật như là thủy, như gà, vịt sau khi mình làm xong của các chị đó, thì các chị phải nhớ kéo lên sâu hơn ở trên cổ tay khoảng chừng 10 cm, như vậy thì mới đảm bảo được cái vấn đề mà rửa tay. Thì khi mà mình rửa như vậy rồi thì mình phải hướng dẫn cho con trẻ cũng phải biết cách rửa như vậy, và phải nhớ rằng rửa dưới cái vòi nước và có xà phòng là tốt nhất. Còn chỉ trong những cái trường hợp bất khả kháng thì người ta mới sử dụng cái dung dịch gen như thế này mà thôi. Bên cạnh đó thì vệ sinh hô hấp thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ khi mà ho khạc ở trong cái nơi chốn đông người thì chúng ta chú ý phải dùng tay để che miệng, rồi sử dụng những cái khăn. Thì sau khi mà chúng ta
ho khạc xong thì phải ném ngay khăn vào cái thùng rác gần nhất có thể, thì như vậy mới là tốt. Trong những cái trường hợp mà bắt đầu có dịch cúm xảy ra rồi thì quý khán giả cũng phải nhớ là cái cách sử dụng cái khẩu trang như thế nào. Thì thông thường mình sử dụng khẩu trang thì thậm chí có những khẩu trang người ta sẽ sử dụng là 2-3 ngày và người ta không có thai, thì cái điều đó là không có đúng. Thì đối với những cái khẩu trang thông thường thì chúng ta cũng có thể đeo, thì mình phải đeo như thế nào cho nó đúng cách. Chẳng hạn thí dụ như mình có cái khẩu trang y tế thông thường thôi thì các bạn sẽ sử dụng như thế nào? Các bạn sẽ lật cái bề mặt của cái khẩu trang vào ở trong phía người của người men, cái bề trắng là mình đưa ra phía ngoài, tức là cái bề trái đó là mình đưa ra phía ngoài. Cái vòng dây kẽm thì nó phải nằm ở phía trên để mình kẹp vào trong lỗ mũi của mình. Thì cái cách là mình úp cái vòng dây kẽm lên bờ sống mũi, sau đó mình kéo hai cái dây vào trong hai cái bàn tay của mình và kéo cái cạnh dưới của cái khẩu trang để mình che bít lại cả cái phần miệng. Các bạn sẽ đè cái dây kẽm như thế này để cho nó bít vào cái sống mũi của mình để mình có thể là hạn chế cái sự lây lan một cách tốt nhất. Đó là cái cách mà mình đeo khẩu trang đúng. Bên cạnh đó thì đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng ta sẽ nào? Thì chắc chắn là phải không ăn những cái loại thịt gia cầm mà chưa có được nấu chín, bởi vì các bạn biết là virus mà cúm dù là cái chủng loại nào thì khi mà qua 70 độ thì nó có khả năng bị tiêu diệt của nó hầu như là rất cao. Do đó thì đã phải đảm bảo đừng có ăn những cái thực phẩm mà chưa được nấu chín, chẳng hạn như là tiết canh, thịt tái, gỏi, thì tất cả những cái này là mình phải đảm bảo, nhất là trong cái mùa cúm xảy ra. Trên thực tế thì có một điều kiện khách quan, đó là một số người thì đang sinh sống tại nơi bán chiên cảnh hoặc là gần chợ bán gà thịt sống. Như vậy thì những người như thế này thì phải có điều kiện gì hoặc là phải có những cảm giác nào hơn so với là những đối tượng khác không ạ? Đối với những cái trường hợp mà nuôi nơi bán chiên cảnh đó, thì thứ nhất thì mình phải cố gắng hạn chế tránh tiếp xúc, bởi vì các bạn biết là cúm nó sẽ lây qua đường hô hấp, thì do đó mình tránh tiếp xúc nhiều được chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cái thứ hai là tránh đụng phải những cái chất tiết của cái chim nuôi hoặc là gia cầm thủy cầm, ví dụ như là cái dịch tiết từ lỗ mũi, dịch tiết từ miệng hoặc là ngay cả cái phân của các cái loài mà chim nuôi thì nó cũng có thể chứa được virus cúm, thành ra phải cực kỳ là cẩn thận. Bên cạnh đó thì thể hiện ý thức cộng đồng. Thì tại sao các bạn không có một cái cảnh báo nào đó đối với những cái người có cái trách nhiệm ở tại địa phương mình để có thể có cái phương hướng giáo dục và dự phòng cho những người mà người ta chăn nuôi hay là sử dụng những cái thủy cầm, gia cầm, người ta biết cách phòng ngừa cho cái cộng đồng ở chung quanh. Trong chủ đề chương trình hôm nay Tự khám bệnh việc phải làm, thì tiến sĩ Nghĩa cũng có những thông tin gì để giúp cho những khán giả đang theo dõi chương trình tự nhận biết những triệu chứng khi mà nhiễm cúm H5N1? Đối với lại nhiễm cúm thì nó cúm H5N1, cúm H7N9 hoặc là cúm H1N1, thì thứ nhất là về mặt biểu hiện chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn tương tự như nhau. Nó sẽ có những cái hội chứng nhiễm virus cấp, tức là nó biểu hiện bằng sốt, ho, đau nhức cơ, rồi thậm chí là có nổi hạch hay là sổ mũi gì đó. Bên cạnh đó là triệu chứng về hô hấp, chẳng hạn như các bạn sẽ có hắt xì, rồi ho rất là nhiều. Thì tùy theo cái chủng loại cúm, nếu mà cái chủng loại cúm càng độc lực cao chừng nào thì cái biểu hiện hô hấp càng rầm rộ chừng nấy. Có thể là thậm chí là tới viêm phổi, phế quản, thậm chí là có suy hô hấp, thậm chí là khó thở và đưa tới những cái trường hợp tử vong mà chúng ta đã thấy. Rồi ngoài ra đó, thì bên cạnh những cái triệu chứng như thế thì đối với lại cái cúm H5N1 chúng ta có thể thấy thêm được cái dấu chứng về tiêu hóa, tức là người bệnh có thể đi tiêu chảy, người bệnh có thể nôn ói, nó khác với lại cái H1N1 hoặc là cái H7N9. Thì ngày nay người ta chưa có thấy rõ những biểu hiện lâm sàng của nó ngoại trừ cái biểu hiện hô hấp rầm rộ. Thì như vậy là một cái người dân sống bình thường, mình sống trong cộng đồng, làm như thế nào để mình phát hiện là mình có mắc cái loại cúm H5N1 hoặc là H7N9 hay không? Thì trong cái mùa dịch cúm đã xảy ra rồi, khi những cái phương tiện truyền thông đại chúng người ta đã cảnh báo rồi, thì khi bạn có những cái dấu hiệu sốt, những cái dấu hiệu về hô hấp, ho khạc kéo dài, thì nên đến với cái cơ sở y tế gần nhất để bạn có tư vấn, bạn có khám bệnh, hoặc trong trường hợp cần thiết thì người ta có thể sử dụng thuốc cho bạn một cách nhanh chóng và sớm nhất. Chúng ta vẫn biết là những người có hệ miễn dịch kém thì dễ nhiễm cúm hơn so với lại những người khác. Như vậy tiến sĩ Nghĩa có thể lưu ý cụ thể cho những đối tượng nào hay không?
mỗi khi mà cúm về thì những cái đối tượng sau đây cần phải được lưu ý. Thứ nhất là người già, cái thứ hai là trẻ em, cái thứ ba là những cái đối tượng mà mang những cái bệnh mãn tính. Chẳng hạn mình có những cái cô bác người ta mắc cao huyết áp, những cô bác người ta bị viêm phổi tắc nghẽn, hoặc là những cái em nó bị cái hội chứng thận hư chẳng hạn. Đây là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao để mà người ta có thể mắc cúm. Thì như vậy, đứng ở góc độ mà y học cộng đồng thì người ta phải có cái biện pháp giáo dục, hướng dẫn cho mọi người trong cộng đồng phải biết cách để dự phòng cho những đối tượng nguy cơ cao này, giúp cho họ có cái cuộc sống cũng như là cái chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thì cái dự phòng đó bằng cách nào? Thì mỗi khi mùa cúm về, bên cạnh cái việc thứ nhất là chủ động để mà người ta tiêm ngừa, thì các bạn phải có những cái phát hiện sớm khi mà người nhà của mình có những cái dấu hiệu về sốt, về triệu chứng hô hấp, hoặc là bên cạnh đó có những cái dấu chứng tiêu hóa gì đó, thì phải cần phải nhanh chóng đến với cơ sở y tế gần nhất. Chúng ta biết rằng là một số người thì dễ bị nhiễm cảm cúm. Nếu như trong trường hợp một người đang bị nhiễm cúm thông thường thì có dễ dàng nhiễm cúm H5N1, 1N1 hoặc H7N9 không ạ? Thì thật sự là đó là một thảm họa. Nếu mà mình đứng vào góc độ y học như Phước biết rồi đó, thì nếu mà có cái sự tổ hợp đó trên cùng một người của cái chủng H1N1 và H5N1 thì đó là một cái nguy cơ cực kỳ lớn đối với lại y học, và thậm chí gọi là thảm họa của thế giới. Bởi vì khi mà virus cái chủng này và chủng kia nó tái tổ hợp với nhau thì thông thường nó sẽ tăng cường cái độc lực lên, và như thế thì nó gây những cái triệu chứng rất rầm rộ và rất là khó cứu chữa. Tương tự như thế, trong tình hình thực tế hiện nay, như các bạn thấy cái cúm mà H7N9 ở tại Trung Quốc, thì các bạn thấy là nếu ngày 14 tháng 4 thì chúng ta thấy là chỉ mới có 50 ca được phát hiện và chỉ mới có 10 ca tử vong, thì sau đó một tuần thôi, chỉ cần một tuần thôi các bạn, là ngày 21 tháng 4 chúng ta đã thấy cái con số người bệnh nó là 101, tức là tăng lên gấp đôi, và cái con số tử vong đã là 20 người. Thì lý do là tại sao? Bởi vì đây là cái chủng cúm nó lưu hành thường xuyên ở các loại thủy cầm, gia cầm, tức là gà vịt đó, nhưng mà nó chưa từng xuất hiện ở người. Thì do vậy khi mà nó xuất hiện ở người thì nó có những cái dấu hiệu rất là nặng là như thế. Thì thật sự ra trong lịch sử y học của chúng ta thì từ năm 1996 cho tới nay thì cũng người ta cũng ghi nhận được vài cái ca cúm lẻ tẻ do H7N9 ở một số quốc gia, ví dụ như là Ý ở Hà Lan, hoặc là Canada ở Hoa Kỳ chẳng hạn, nhưng mà những cái trường hợp này thì rất là lẻ tẻ và không có một cái dấu chứng rằng chính là virus từ ở gia cầm đã lan truyền sang người, mà nó chỉ là những cái trường hợp cá biệt mà thôi. Thì do vậy chúng ta cần phải rất là cảnh giác và chú ý. Và như vậy thì tiến sĩ Nghĩa cũng vừa đề cập đến vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đó là chúng ta phải ăn chín và uống sôi. Chúng ta vẫn biết là H1N1 đó là một đại dịch xuất hiện từ năm 2009 trên chủ yếu là heo, còn cúm gia cầm H5N1 và H7N9 hiện nay thì chúng ta đang hướng đến là trên gia cầm. Vậy thì trên vấn đề chúng ta sử dụng thịt sống thì tiến sĩ Nghĩa có một lưu ý đặc biệt nào dành cho các bà nội trợ không? Đối với vấn đề heo sống thì như mình đã phân tích đó, thì cái H1N1 hiện nay người ta thấy là nó lưu hành ở trên đàn heo và lưu hành ở trên người. Nó là bệnh cúm mà của heo và của người. Thì do vậy tương tự như là gà vịt thôi, thì các bạn cũng phải là ăn chín. Và ngay cả vấn đề là tiết canh của heo nè, hoặc là các sản phẩm từ máu của heo như huyết, thì chúng ta cũng phải cực kỳ lưu ý. Bởi vì không ai dám cam đoan rằng khi mà người ta chế biến huyết thì nó đã chín hoàn toàn như là chúng ta mong muốn. Và đó là lời khuyên của tiến sĩ Nghĩa dành cho quý vị khán giả của chương trình, phải không ạ? Rất cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Cao Hữu Nghĩa đã chia sẻ những thông tin vô cùng thú vị dành cho quý vị khán giả của chương trình Các Bác Sĩ Nói Gì. Kính thưa quý vị, tự khám bệnh việc phải làm, đó chính là thông điệp của chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề sức khỏe thì việc phải làm ngay bây giờ là quý vị hãy gửi thư về địa chỉ câu hỏi a@cacbacsinoigi.com. Chương trình Các Bác Sĩ Nói Gì do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Kiếp Tường thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.